tôi rất là mệt, nhưng mà cũng vì cái quyền lợi của chúng tôi phải cố gắng để chúng tôi đòi lại các cái quyền mà chúng tôi cần được hưởng. Do đó mong quý ông bà chị, anh chị em một lần nữa cùng chia sẻ để giúp đỡ hỗ trợ những người dân thôn Vân Đông, giáo hội Nhân Thuận, giáo sứ Tân Phong của chúng tôi. Thank you.
40 mấy tỷ á. Này mình nghe học bọn lời chứ nói đi. Vì cái này cũng có được bằng hồi trường á, hồi ngoài đấy. Hồi trường là đứa trả mi à? Đấy, họp tỉnh ghê thì lên á. Thì mới có chứ, bảo có nhá. Đi. Bảo đấy là thì mà đăng ký, đăng ký. Các cái đưa đơn bấy về viện, mà họ có trả đấy cho mấy á. Có. Này đấy họ đòi đơn mà. Đơn thì đấy cũng tải chứ đấy. Ừ, đơn ghê thì. À, về thì đi xả đấy. Bảo cả cái đi đó. Rồi đâu, cũng trả cho em mốt. Đi xả. Xả ấy đấy, mốt rồi mốt. À, sao nó kêu đơn trả với chị đã? Tại bên chị không? Không. Có chị mình nữa, mình để đứng nó bảo mình để nhưng mà đăng ký lại chứng minh để nữa rồi em về điểm nha. Đó đi phải chứ. Đi luôn ngoan không ta. Tại vì đi mình gần ngay bể thì vậy anh thông báo không nghe nữa. Anh đâu nha, ơi ơi nha này, ơi nha nắm rõ tất nhiên để mà mơ lời mình. Mắt nữa chứ nha. Ơi nha, nắm rõ tất nhiên để mà đăng ký lại mình nha. Nghe nha. Nghe nha, tôi chỉ gọi gọi cho chắc kiểu chết hết rồi. Ông bè người lớp chết đôi. Là kiện cho cái gì đây này. Nhớ đúng đẹp chút chứ. Tự nhiên xả mình nhận được không bị thì cứ không nhận được. Hôm nay chị quay rồi mấy người lại trong quay. Rồi là cả anh mới cả anh mà cầm đưa phi cầm tất cả mọi người đi. Tôi quay đi, tôi quay tôi xem lại cho mà tôi xả ở đây. Hả? Ở đây cho chị xả. Theo mấy người bố mặc áo quân bình thường. Chưa chờ đi đây.
nhà tạc ngăn lại. Hôm nay cả xã Quảng Hải đấy, mấy hôm kia là có 2-3 thôn rồi, hôm nay cả xã luôn. Đi quay mà còn mấy người không cầm không cho quay.